Thanh niên kia thấy Tô Bình không biết sợ chết là gì, còn đòi cá cược, liền nhíu mày hỏi ý thằng này sao? Có cái gì đòi cược với cậu ta? Tiền bạc, sủng thú, hay nhân tiện xin cái nhà ở thành phố Quang Thánh? Miễn là làm nhục mặt đối phương, Phùng Dật Lượng đều đồng ý được. Nhưng Tô Bình không cần mấy thứ đó, hắn xoáy ánh mắt vào thanh niên trước mặt, nhẹ nhàng nhả ra hai chữ, cược mạng. Cược cả mạng tôi và mạng anh vào một trận đấu bồi dưỡng thú sao? Phùng Dật Lượng tưởng mình nghe nhầm, đang định hỏi lại đột nhiên thấy từ sau lưng thanh niên đồ đen trước mặt dội lên một loại khí thế nào đó như cái chết đang lại gần ngay vào lúc này luôn vậy. Mồ hôi Phùng Dật Lượng túa ra như mưa, tâm trạng cậu ta bồn chồn lo âu, nhưng cứng cửa chửi ngược lại, mày bị điên à hay? Đột nhiên Tô Bình ngửa đầu lên cười khùng khục như có chuyện gì đó vui lắm, bảo mình đùa thôi mà. Người thua xin lỗi một câu là được rồi. Phùng Dật Lượng thấy hắn đột nhiên thay đổi đột ngột như vậy, vừa hoang mang vừa ấn lạnh, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm như sợ Tô Bình lại đổi thái độ. Đến khi thằng bạn đầu xanh lại vỗ vào người mới tỉnh táo lại. Cậu bạn không thấy những gì Phùng Dật Lượng thấy, cười ha hà bảo chuyện có gì đâu mà viết chữ sợ lên mặt rõ nét thế. Bị người ta hù mất hồn mất vía rồi hả? Nhìn lại chẳng thấy gì khác lạ, Phùng Dật Lượng bị bạn chọc quê lên tiếng chửi đồng rồi đồng ý ngay với điều kiện của Tô Bình. Thằng này mày dám chọc tao à? Tao không chỉ muốn người thua phải xin lỗi, mà còn quỳ xuống tự tát vào mặt mình nữa ok không? Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc chọc nhầm người là như thế nào. Tô Bình chẳng hừ gì, đồng ý với điều kiện của hắn thì có game thôi. Nhưng Trung Linh đồng lo lắng muốn lên tiếng phản đối cuộc thi này. Cô hiểu thực lực của Phùng Dật Lượng, lên tiếng gọi thầy hướng dẫn khuyên can, tránh làm xấu mặt người bạn mình mới gặp. Nhưng thầy hướng dẫn mà là người khiêm nhường thì học trò của anh ta đã không hung hăng như thế. Hai bên thuận tình thuận ý thì chiến hết thôi, sân đấu cũng chuẩn bị xong rồi, thầy làm trọng tài luôn. Trung Linh đồng em cứ yên tâm mà theo dõi. Ý cô không phải như vậy nhưng đã bị ông thầy bẻ lái theo hướng mà ổng muốn. Ngăn Trung Linh đồng nói thêm, ông thầy liếc về phía cô cười cười đía một câu cho cô khỏi nói nữa, một bồi dưỡng sư làm sao có thể sợ hãi mà cúi mình trước người khác chứ. Chứng minh cho lời thầy nói chỉ có đúng, sân đấu rất nhanh đã được chuẩn bị xong xuôi, ông thầy hướng dẫn làm trọng tài, Tô Bình đứng đối diện Phùng Dật Lượng, đấu theo luật của trường để công bằng với nhau. Đầu tiên hai bên được mời qua bảng điều khiển để lựa chọn sủng thú đã có sẵn trong các lồng sắt. Toàn bộ sủng thú đều có huyết mạch dưới cấp 3 và có duy nhất một kỹ năng trên người, đúng là đã được lựa chọn rất kỹ nhằm thể hiện trình độ bồi dưỡng của học viên. Tô Bình để ý thấy thứ tự của 15 con thú này được sắp xếp theo kim mộc thủy hỏa thổ của ngũ hành. Ví dụ như sau con thằn lằn điện quang hệ kim, sẽ đến con thú cành khô hệ mộc. Tiếp sau đó là một con tử huyết san hô liền trước hỏa liệt khuyển. Con thứ 5 trong chuỗi là ta tu đen và sau đó lại lặp lại hệ kim. Hắn đưa tay chọn một con trong đó, ngẫm nghĩ 15 con được xếp theo 5 chuỗi liên tiếp như vậy chắc chắn không phải sự trùng hợp, chìa khóa chính là nằm ở chỗ này rồi. Sau khi đôi bên chọn sủng thú cho mình xong xuôi, trận đấu chính thức bắt đầu. Tô Bình với bọ cánh cứng lôi bão, kỹ năng vỏ kim loại phát ra màu tím mộng mơ đối đầu với hỏa liệt khuyển, kỹ năng vết cắn thiêu đốt. Rõ ràng một con chuyên về phòng thủ, một con chuyên về tấn công, không biết mèo nào cắn mèo nào nhỉ. Trung Linh đồng nhíu mày đánh giá tình hình, cả hai bên đều chọn cho mình sủng thú có tính cách hung bạo, khó thuần phục, cứ muốn tăng độ khó cho game vậy. Tuy bọ cánh cứng lôi bão nhìn có vẻ nghiêng về phòng thủ, nhưng kỹ năng vỏ kim loại của nó không kháng được kỹ năng vết cắn thiêu đốt của hỏa liệt khuyển đâu. Cô lo lắng cho Tô Bình thì Phùng Dật Lượng cũng nhận ra sự yếu thế trong mặt chọn sủng thú của hắn. Đeo đôi găng tay với nụ cười nở trên môi tươi rói rói, cậu ta lại ra giả vẻ sung sướng sắp được đá đít tên đen thui trước mặt. Tô Bình chỉ lãnh đạm nói, xong rồi vào trận được chưa? Trận đầu tiên chính là đấu mức độ thuần hóa thú của cả hai. Trước mặt mọi người là đồ ăn khoái khẩu của hai con thú, một khúc xương sườn hào hạng đi máy bay từ mẽo về cho hỏa liệt khuyển và một cái bắp ngô vừa thu hoạch được trên mặt trăng cho bọ cánh cứng. Ai là người đầu tiên có thể yêu cầu sủng thú chỉ ngậm thức ăn trong vòng 5 phút mà không nhai nuốt sẽ được tính là người chiến thắng. Theo hiểu biết của những người tại học viện, thuần hóa thú về mặt đồ ăn có hai cách. Một là dùng phần thưởng và trừng phạt để dạy chúng biết cái nào được làm, cái nào không được. Thật ra kỹ năng này phải có thời gian, 5 phút nghe thì tưởng ngắn nhưng chừng đó thời gian một con thú có thể sực được hết khẩu phần của mình rồi. Cho nên thường người chủ đưa ra phần thưởng, cứ mỗi lúc thú cưng ngậm được lâu thêm, sẽ nhận được nhiều lượng đồ ăn hơn. Dần dà tạo thói quen cho chúng không ăn cho đến khi được lệnh. Cách thứ hai là dạy dỗ. Không phải gửi bọn nó vào lớp mẫu giáo để dạy từ A đến Á, mà bồi dưỡng sư dùng tinh lực tạo mệnh lệnh, chỉ được ngậm đồ ăn, cấy nó vào ý thức của sủng thú. Một dạng vừa ra lệnh vừa ép buộc bằng sức mạnh tiềm thức mà Phùng Dật Lượng đã chọn cách thứ hai bởi nó nhanh gọn lẹ lại cho hiệu quả tốt hơn. Nhìn qua Tô Bình cứ đứng đơ như tượng, Trung Linh đồng khó hiểu sao hắn chẳng làm gì. Chẳng lẽ bí idea nên đứng đó quan sát xem sao à? Nhưng ở vòng này thời gian là thứ cốt yếu nhất, nếu Tô Bình không nhanh cái tay lẹ cái chân, sợ là con bọ cánh cứng đánh ực ngay khi thấy bắp ngô trước mặt mình. Phùng Dật Lượng đặt tay lên đầu hỏa liệt khuyển cấy tinh lực vào đầu con chó, mà vẫn không quên cười nhạo Tô Bình hóa ra chỉ là thằng ăn nói xả lơ. Đứng được ra đó đúng kiểu thằng ngoài ngành chỉ nói được chứ không làm được gì hết. Nhờ sự điều khiển tinh lực tuyệt con mẹ nó vời, Phùng Dật Lượng mình đây chỉ cần cấy xong là có thể yêu cầu Tô Bình GG rồi. Đang tự sướng, thầy hướng dẫn tay bấm giờ, miệng thông báo, bọ cánh cứng lôi bão đã ngậm đồ ăn, trận đấu bắt đầu từ lúc này. Phùng Dật Lượng tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên thấy con bọ cánh cứng đúng là đang ngậm đồ ăn thật. Nhưng nó ngậm mà lạ lắm, bởi toàn thân run bần bật đầy lo sợ. Từ đầu đến chân Tô Bình toát ra nguồn linh lực đỏ quạch, hai mắt lóe lên tia ánh sáng, đúng kiểu mày thử nuốt đi, bắp ngô khá ngon đấy, nhưng mày cứ thử nuốt đi tao xem có trôi không nào. Phùng Dật Lượng thấy đối thủ sử dụng cách khác hẳn, trông lại có vẻ hiệu quả cao nên chuyển sang trò mách lẻo.
chỉ về hướng Tô Bình, gào lên: "Thầy ơi, thằng đó gian lận kìa, có ai lại làm cách đó đâu." Ông thầy vẫn nhìn chăm chăm vào đồng hồ tính giờ, ôn tồn nói: "Trong luật thi đấu không có quy định người tham gia không được dùng khí thế trấn áp thú của mình, chỉ là xưa nay chưa từng ai thử cách này thôi. Ai mà thử được cách này, chỉ có cái thằng cha Tô Bình tay nhuốm máu hàng trăm con sủng thú mới toát ra được cái vẻ áp đảo như vậy thôi. Đối với hắn, sủng thú có hai loại rưỡi, một loại là của hắn thì phải nghe lời hắn, không thì chết. Loại thứ hai không phải của hắn nhưng cũng đừng có cãi lời hắn, cãi cũng chết. Còn cái loại hai rưỡi kia là sủng thú của người khác, hắn không dính dáng mấy nhưng nếu gửi vào cửa hàng bồi dưỡng kiếm chút tiền thì ok sao cũng được." 5 phút vậy mà trôi qua không căng thẳng chút nào, rất nhanh thầy hướng dẫn tuyên bố bọ cánh cứng lôi bão đã thắng trận đầu tiên. Ông thầy này khá là công bằng, để học trò mình thua xong còn nhắc: "Vòng thứ hai mà thua nữa thì lo phủi hai cái gối, lát quỳ cho em đó nha." Hỏa liệt khuyển sau khi bị thao túng tâm lý cũng có thể ngậm được miếng thịt trong vòng 5 phút mà không nhai, nhưng Tô Bình nhanh hơn, nẫng tay trên khiến Phùng Giật Lượng cáu lắm. Thắng thì cũng thôi đi, lại còn thắng bằng cách lạ lùng như một thằng điên khác người vậy. Vừa không hiểu vừa thua cuộc, cậu ta quyết tâm chốc nữa phải thắng ở vòng đấu thú, nếu không tối trùng chăn khóc đến sáng quá. Vòng thứ hai, kho nguyên liệu được mở ra gồm rất nhiều thực phẩm cường hóa kỹ năng cho sủng thú. Hai tuyển thủ được lựa chọn một món bổ trợ cho kỹ năng đã có của sủng thú. Tổng thời gian cho lựa chọn và tăng cường là 3 giờ đồng hồ. Với sự quyết tâm hừng hực, Phùng Giật Lượng chộp ngay một mớ cỏ long tức màu đỏ hơn ớt hiểm, nhìn là biết ngay nó búc kỹ năng chuyên về lửa của Hỏa Liệt Khuyển rồi. Nếu đã chọn sủng thú chuyên về tấn công, cậu ta muốn nó tăng khả năng thiêu đốt, xuyên qua lớp vỏ cứng của con bọ lôi bão. Hai tay hai nắm, Phùng Giật Lượng định bụng sẽ nhồi kỹ năng tấn công bằng lửa vào Hỏa Liệt Khuyển hết mức có thể. Bởi cậu ta suy nghĩ bọ cánh cứng lôi bão dù có thể tự kim loại hóa để nâng cao phòng ngự đi chăng nữa nhưng cứng đến thế nào thì vẫn là kim loại, gặp phải lửa cũng chỉ là miếng sắt nướng thịt mà thôi. Mà lửa nóng quá chắc chắn nó sẽ quéo lại mặc sức cho con chó cấu xé. Tô Bình vẫn đút hai tay vào túi áo khoác, lẳng lặng đến cạnh những hộp chứa nguyên liệu xem xét. Hắn khá dành các loại dược thảo ở đây, bởi đã rất nhiều lần phải tự tay hái nhổ. Nên khi nhìn chúng một thứ phát ra ánh sáng màu xanh, liền không do dự mà giơ bàn tay mình đến trước nhặt nó. Trung Linh Đồng nhìn theo động tác của hắn mà lo lắng đến đánh ngực nước bọt. Rất sợ Tô Bình thực ra chỉ là một con gà bồi dưỡng, trong khi trình độ của Phùng Giật Lượng thuộc dạng top trong lớp học viện. Ngay từ đầu Hỏa Liệt Khuyển được chọn đã có kỹ năng kiềm chế tính kim của con bọ cánh cứng, dù có tăng lớp giáp bao nhiêu sợ cũng không ăn thua, trận này định kết quả Tô Bình thua mất rồi. Thời gian bồi dưỡng 3 tiếng kết thúc bằng một cú lao đầu thẳng vào nhau của hai con thú. Hỏa Liệt Khuyển có lợi thế bộ lông cháy rực cùng đám vuốt gây độc, mọi người đều đinh ninh bọ cánh cứng lôi bão khi đối chọi với nó, chỉ có thể sử dụng duy nhất lớp giáp để phòng thủ cơ thể mà thôi. Nhưng theo thời gian nó sẽ mất dần tác dụng đem lợi thế về cho con chó. Quả nhiên Hỏa Liệt Khuyển chớp nhanh thời cơ, ngoạc miệng thấy toàn răng nhọn hoắc tìm chỗ cắn phập vào người con bọ, sử dụng kỹ năng vết cắn thiêu đốt. Nó phùng lên ngọn lửa nhiệt độ cao toàn thân, phi nước đại đến chỗ con bọ áp đảo cả về tấn công toàn diện và tấn công trực diện. Cậu bạn của Phùng Giật Lượng khoái chí mỉm cười, khen thằng bạn mình xịn quá. Năng lực khống chế tinh lực rõ ràng đã tiến bộ nhiều, chỉ trong vòng 3 giờ đã có thể làm móng của Hỏa Liệt Khuyển tăng thêm hiệu ứng thiêu đốt, kèm hàm răng kia nữa, đúng kiểu đã làm bị thương còn sát ớt vào mới đã cái nư. Trung Linh Đồng lo lắng ôm lấy mình, không dám nói lời nào. Bên kia Phùng Giật Lượng tự tin cười cười đáp lời bạn mình, tao có phải con gà mờ ngoài ngành chỉ biết gáy ó kia đâu. Chờ thằng nhóc con đỏ tháo khẩu trang ra mặt mày nhăn nhó chắc chắn sẽ vui lắm đây. Lại cứ phải để thầy nhắc nhở mới nhận ra đây mà. Thầy hướng dẫn lãnh đạm gọi tên, bảo cậu ta biết điều thì nên về nhà tập luyện thêm đi. Bị kéo ra khỏi cơn mơ, khi ngẩng đầu lên Phùng Giật Lượng đã thấy Hỏa Liệt Khuyển đang bị con bọ cánh cứng phản đòn kịch bằng cả cơ thể hóa băng. Là giáp băng mới đúng. Tô Bình đã thay đổi thuộc tính của kỹ năng con bọ từ kim chuyển sang băng, thay vì cường hóa kim loại, nó lại dùng lớp băng để đối chọi với lửa của Hỏa Liệt Khuyển. Mới đầu Phùng Giật Lượng nhíu mày không hiểu được, băng gặp lửa chắc chắn sẽ tan, một nước đi có vẻ đầy sự sai lầm khi Tô Bình lại chọn nguyên tố dễ dàng bị áp chế như vậy. Nhưng rất nhanh Phùng Giật Lượng nhận ra tình hình đang phát triển theo một chiều hướng khác. Đúng là lớp băng của bọ cánh cứng bị tan đi, nhưng bởi nó cứ sát vào người Hỏa Liệt Khuyển, lớp băng tan chảy trở thành nước. Mà nước lại áp chế được lửa dễ dàng, khiến cho Hỏa Liệt Khuyển vốn là con chó khạc lửa, giờ lại vẫy vùng trong vũng nước một cách tuyệt vọng. Lúc này đám người mới nhận Tô Bình là kẻ ghê gớm thế nào, khi có thể thay đổi thuộc tính của sủng thú chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi. Người này chắc chắn phải có hiểu biết cực thâm sâu về sự vận chuyển của tinh lực của bản thân và những vật xung quanh. Ngoài ra phải có nguồn tinh lực to lớn trong cơ thể để điều khiển dễ dàng, cụ thể phải từ cấp 7 đổ lên. Nói như vậy, Tô Bình thực ra là một bồi dưỡng sư đầu đầy sạn lại nhiều kinh nghiệm nhưng luôn giấu nghề sao? Các cậu nghĩ hỏi như thế hắn sẽ trả lời à? Có cái nịt ấy, Tô Bình vẫn mang khẩu trang nên không ai thấy nụ cười của hắn, chỉ thấy đôi mắt cong lên đầy vui thích. 3 trận thua 2 rồi, bây giờ thực hiện lời cá cược được không nào? Phùng Giật Lượng giật lùi lại mấy bước, đầu cứ lùng bà lùng bùng một cách khó hiểu. Thằng trước mặt nếu có linh lực trên cấp 7, sao mình lại không cảm nhận được bất kỳ sự dao động nào trong cơ thể hắn vậy nhỉ? Đã không có câu trả lời còn phải thua một cách dứt khoát, Phùng Giật Lượng quay đít bỏ chạy ngay và luôn. Bố mày éo chơi với mày nữa, goodbye never see mày again. Nãy giờ Tô Bình không rút tay ra khỏi túi nên tưởng hắn không có tay mà chụp lại được hay sao? Cứ để Phùng Giật Lượng cắm đầu chạy, rồi âm thầm dùng kim ô thần thể của mình trồi nhẹ nhàng lên nắm cổ chân cậu ta, làm Phùng Giật Lượng ngổ ếch một phát cắm con mẹ nó cả mặt xuống đất. Cậu ta lồm cồm bò dậy với cái trán chầy chụa, may mà lỗ mũi trăn trầu.
ôm lấy bụng và vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu. Phùng Dật Lượng rên rỉ đau đớn, nhìn quanh quất trên sàn nhà xem vật gì vừa cản mình, chẳng thấy gì cả muốn đứng lên chạy tiếp. Nhưng cứ được hai bước lại bị ngã lăn quay đầy khó hiểu, đến cậu bạn tóc xanh thấy lạ quá cũng phải chạy qua xem thử như thế nào. Sao mặt đất đang phẳng mà cứ ngã lên ngã xuống mãi thế, thua cay quá nên đang cay đầu nhảy hip hop à? Tô Bình không ép Phùng Dật Lượng quay lại quỳ gối xin lỗi hay tát tay gì đó nữa, hắn vật qua vật lại rồi cũng cho đi, còn hướng mặt về phía đó chào tạm biệt. Đi từ từ thôi có gì phải vội, tôi không tiện nhé. Trung Linh đồng nhị nãy giờ mới có dịp được cười, khoái chí lắm. Mít vừa làm xong một bộ truyện mới phục vụ các tình yêu nữa nè, bấm vào chỗ giữa màn hình ở. Hí hí.